Nhắc đến gầm cao chắc chắn là nhắc đến BK Hà Nội. Mà không phải ngẫu nhiên tại sao BK Hà Nội được mệnh danh là vương quốc của những dòng xe gầm cao. Xin được chào mừng tất cả các anh chị em và các bạn đến với BK Hà Nội, vương quốc gầm cao. Và hôm nay chúng tôi đang bán để có thể truyền tải đến thông điệp cho anh chị em và các bạn thanh lý hàng loạt những cái mẫu xe 5 chỗ, 7 chỗ gầm cao, đặc biệt là những cái dòng xe Toyota Fortuner. Nó có giá chỉ khoảng hơn 400 triệu đồng là có thể sở hữu ngay dòng xe này rồi. Những cái mẫu xe đầu tiên chúng ta có thể kể đến, đây chính là mẫu xe Toyota Fortuner, máy xăng một cầu số tự động sản xuất năm 2012, đi còn rất mới, tư nhân một chủ từ đầu, đăng ký với biển tỉnh, chỉ khoảng tầm nhô 400 triệu là có thể sở hữu ngay dòng xe này rồi. Bên cạnh đó chúng ta có thể đến với lại cái dòng xe Ford Everest ở phiên bản Titanium, sản xuất năm 2020, chỉ có khoảng tầm nhô 900 triệu là có thể sở hữu ngay dòng xe này rồi. Và chúng tôi cũng đang có nhu cầu, hiện đây chúng tôi đang có nhu cầu cắt lỗ một cái dòng xe này, đó là Pajero Sport. Nếu anh chị em nào đang quan tâm thì có thể được nhận gói hỗ trợ cắt lỗ lên đến khoảng tầm gần 200 triệu. Chúng tôi nhập vào lên đến khoảng gần 1,2 tỷ, nhưng thời điểm này chúng tôi đang có nhu cầu cắt lỗ khoảng tầm 200 triệu đồng. Anh chị em thân mến, thì ngoài xa kia thì chúng ta có một cái mẫu xe Toyota Fortuner máy dầu số sàn, sản xuất năm 2019. Được trang bị cả camera 360 độ rồi, rất hiếm có những dòng xe nào trang bị nhiều công nghệ như thế. Và xe này mới đi được khoảng tầm hơn 4 vạn km thôi. Hiện tại chúng tôi đang chào bán với mức giá chỉ có khoảng tầm nhô 800 triệu một chút. Anh em thân mến, thì đây, hàng loạt những cái mẫu xe 5 chỗ 7 chỗ gầm cao, đặc biệt là những dòng xe Toyota Fortuner đang có mặt tại BK Hà Nội, vương quốc gầm cao. Mẫu xe này chỉ hơn 400 triệu đồng thôi, và cái mẫu xe này cũng thế. Toyota Fortuner máy dầu, hàng rất hiếm tại thị trường Việt Nam. Máy dầu một cầu số sàn, sản xuất năm 2009, và hiện tại chúng tôi đang chào bán với mức giá có 465 triệu đồng thôi. Giá thì vẫn có thể thương lượng được. Anh chị em thân mến, thì nếu anh chị em nào đang tìm kiếm một cái mẫu xe máy xăng, đặc biệt là những cái dòng bản thể thao Sportivo, thì tôi đang có một cái phiên bản sản xuất năm 2015 Toyota Fortuner Sportivo, sản xuất năm 2015, tư nhân một chủ biển Hà Nội anh em nhé, một chủ biển Hà Nội còn rất là mới. Anh em có nhìn, có thể nhìn thấy cái hệ thống đèn pha này, đèn trông nhìn rất là sáng đúng không ạ? Và xe này chúng tôi đang chào bán với mức giá chỉ có loanh quanh 600 triệu đồng thôi. Nếu anh chị em nào đang quan tâm đến một cái mẫu xe Toyota Fortuner bản 2 cầu máy dầu, thì chúng tôi đang có một cái mẫu xe sản xuất năm 2019, và mẫu xe này cũng còn đang có nhu cầu cắt lỗ lên đến khoảng tầm hơn 100 triệu đồng. Chúng tôi đang chào bán với mức giá trước là đã mua tầm ở mức giá khoảng tầm 1,1 tỷ rồi, nhưng thời điểm này đang có nhu cầu cắt lỗ khoảng tầm 100 triệu anh em nhé. Và nếu anh chị em nào đang quan tâm thì có thể sở hữu ngay dòng xe này. Tiếp tục chúng ta sẽ đến với lại cái dòng xe này. Thì đây là mẫu xe Toyota Fortuner máy dầu một cầu, sản xuất năm 2020, mới về ngày hôm qua, kính cong luôn anh em nhé. Đấy, Toyota Fortuner máy dầu 2020, đi khoảng tầm 5 vạn chưa đến 5 vạn cây, đi khoảng tầm 3 vạn cây. Và lốp vẫn còn rất là nguyên bản, lốp theo xe còn chưa hạ luôn anh em nhé. Đấy, lốp ở tuần thứ 44 năm 2019 này, lốp còn nguyên bản theo xe hết. Phụ kiện thì đã được lắp thêm dán phim cái nhật chính hãng rồi. Camera lùi được trang bị đầy đủ anh em nhé. Camera lùi cũng được bác chủ trang bị rất là đầy đủ. Màn hình DVD, đấy, có bản đồ vệ tinh dẫn đường, đầy đủ hết anh em nhé. Ghế thì còn nguyên như mới. Xe này thì cũng chỉ có chào bán khoảng tầm đâu đó hơn 900 triệu thôi là có thể sở hữu ngay dòng xe này rồi. Anh chị em nào đang quan tâm đến những cái mẫu xe máy dầu hoặc máy xăng đời cao thì cũng có thể qua trực tiếp tại 26 đường Cầu Diễn để trải nghiệm những cái dòng xe này. Toyota Fortuner máy xăng ở phiên bản sản xuất năm 2021 anh em nhé, 2021 đăng ký với biển Hà Nội luôn, và đang chào bán với mức giá chỉ có khoảng tầm 1 tỷ 060 triệu đồng thôi. So với xe mới thì xe mới là 1 tỷ 188 triệu đồng, cả đăng ký vào lăn bánh khoảng tầm đâu đó khoảng hơn 300 triệu đồng, bởi vì cả đăng ký vào khoảng tầm 160 triệu tiền thuế. Như vậy là xe này thì chúng ta đã tiết kiệm được khoảng tầm hơn 300 triệu đồng các bác nhé. Đấy, tiếp tục là chúng ta sẽ đến một cái mẫu xe nữa, là cũng là máy xăng ở động cơ biển kiểm soát Nghệ An anh ạ. Kiểm soát Nghệ An, đi 3,9 vạn và động cơ 2.7 nhập khẩu Indonesia. Xe này cũng đang chào bán với mức giá khoảng tầm hơn 1 tỷ một chút thôi. Anh chị em nào đang quan tâm đến Toyota Fortuner máy dầu, đặc biệt là dòng xe đời cao, thì chúng tôi đang có một cái mẫu xe Toyota Fortuner máy dầu sản xuất năm 2022. Và xe này cũng là một chủ từ đầu, mới đi được có khoảng tầm hơn 1 vạn cây mà thôi.
Xe này mới đi có mấy tháng thôi mà chủ cũ họ cũng đã lỗ rất là nhiều rồi. Do vậy thì anh chị em về yên tâm là không còn lỗ nữa. Xe này thì đang chào bán với mức giá chỉ khoảng tầm hơn 1 tỷ một chút anh em nhé. Hơn 1 tỷ một chút thôi. Bác nào đang có nhu cầu tìm kiếm những dòng xe này thì có thể gọi điện trực tiếp đến số điện thoại của BK Hà Nội, Vương quốc Cẩm Cao. Đặc biệt hơn nữa, nếu anh em nào mà đang có tìm kiếm những dòng xe Toyota Fortuner Legender rất đẳng cấp, bởi vì đã được trang bị cái hệ thống an toàn, có an toàn cao cấp TSS hay gọi là Toyota Safety Sense, trong đó là có hệ thống radar, rồi có camera 360 độ, có hệ thống đèn pha full LED tự động thích ứng, có cảm biến tiến phía trước, có hệ cruise control, hệ chủ động adaptive, thì chúng tôi đang có một cái mẫu xe Toyota Fortuner Legender ở phiên bản 2 cầu anh em nhé. 2 cầu sản xuất năm 2021 và đang chào bán với mức giá khoảng tầm hơn 1 tỷ 2 một chút. Đấy, bác nào mà có nhu cầu tìm kiếm dòng xe này thì có thể đến trực tiếp tại 26 đường Cầu Diễn. Tiếp tục chúng ta sẽ đến với một cái mẫu xe này nhỏ nhỏ, xinh xinh, nhiều công nghệ nhưng mà 7 chỗ, thương hiệu Nhật Bản. Xe này thì có khoảng tầm 468 triệu đồng thôi. Đời cao 2018, bản cao cấp nhất, bản Pre. Mà những bác nào đang có nhu cầu tìm kiếm cho mình những cái dòng xe đã qua sử dụng, đặc biệt là những dòng xe Toyota Fortuner, thì anh chị em có thể đến trực tiếp tại 26 đường Cầu Diễn, được mệnh danh là vương quốc của những dòng xe gầm cao, hay còn gọi là vương quốc gầm cao. Chúc bác thật nhiều sức khỏe và hẹn gặp lại các bác tại 26 đường Cầu Diễn, BK Hà Nội, vương quốc gầm cao.